Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Quân xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Lời đầu tiên thì cho bốn anh em xin gửi một lời chúc sức khỏe, một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị đang theo dõi ở trên kênh Bản Em, Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Vậy ông thì hôm nay lên thì là vừa rồi thì ông đi đâu rồi? Không biết đi đâu ạ. Không biết đi đâu à? Thế ông thì có lẽ là chiều tối như này thì ông đi lấy cỏ hay là đi cắt củi rồi. Còn đi lấy củi rồi cô bác ạ. Còn em Hải thì mới đi học về nè. Vâng. Mới đi học về thì cùng cháu Lực với lại em Quân là lên luôn cô bác ạ. Hôm nay thì có thêm là sự góp mặt của em Quân nữa. Còn là em Quân lên trên nhà của ba ông cháu để mà làm cái gì thì là một tí nữa cháu Lực sẽ chia sẻ sau cô bác ạ. Sau khi mà cháu Lực đăng tải những cái thước phim là em xử lấy mấy cây với nhái của bác thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận chúc mừng ba ông cháu, và tuy nhiên đó thì vẫn còn là một số cái bình luận tiêu cực về không hay, và thêm là một số những bình luận nữa thì cũng nhắc nhở cho em xử là phải là điều khiển cái máy cày thì cẩn thận. Đấy thì ở đây thì nếu mà Hải đọc bình luận thì là bảo luôn cả anh xử nhá. Đấy rồi. Đấy, chắc chắn là cái máy cày thì nếu mà mình biết dùng đúng cách thì sẽ không có nguy hiểm. Còn là như mà mình mà lơ là một chút thì nó cũng cực kỳ là rất là nguy hiểm đấy cô bác. Như Quân đi máy cày nhiều thì là Quân biết là máy cày này nó là đầu bao nhiêu không? Có. Có à? Vâng. Máy cày này thì nó là đầu bao nhiêu? 173. 173 à? Vâng. Đấy, Quân thì có vẻ như là điều khiển máy cày nhiều rồi cô bác, cho nên là em mới nhìn cái là biết. Đấy, còn là em xử thì là trước kia là đến bây giờ thì là toàn là dùng bằng trâu thôi. Đấy thì hôm nay là em Quân lên thì cũng như là hướng dẫn cho em xử để mà làm sao mà dùng cái máy cày để một cách nó thành thạo hơn cô bác. Cũng có rất là nhiều những cái bình luận nói rằng là bình luận cô bác còn nói rằng là để cho em Quân lên hướng dẫn cho em xử một chút, ví dụ như sau này thì là em xử cũng có thể là đi giúp em Quân làm một cái gì đấy, cũng có thể là đi giúp một ngày công. Thế thì là hôm nay là coi như là xử là gọi Quân bằng thầy một hôm nhá. Vâng. Đấy, để cho Quân là dạy về xử về cách là về là cái máy cày để cho nó thuận tiện hơn nhá. Vâng. Đấy, hôm nọ thì thưa cô bác ạ, đấy, mấy anh em dùng cái lòng bừa này cô bác này để mà đi bừa dưới kia đấy thì cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là phải nên dùng cái này đấy. Thì thật sự nếu mà đi cày ấy thì là mình nên dùng cái này, còn là cái này thì là cái lòng bừa thôi. Hôm nọ là ở dưới nhà kia là chỉ có mượn ruộng của nhà hàng xóm để mà để làm thôi đấy, cũng được là gọi là hôm đấy thì là người cái chú ở trên này thì đã cày xong rồi đúng không? Vâng. Đấy, cày xong thì là anh em không thể dùng cái này để mà đi cày được, đi tày tiếp cô bác. Thì dùng cái lấy cái bừa này này. Lấy cái bừa này để mà đi gọi là đi đảo để cho nó tươi và cho nó xốp cái phần là đất nó lên thôi. Thì là cái này thì là hôm nào mà xử lại đem đi hàn thêm một số muối lên nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cũng nhìn thấy là em xử đấy cô bác này. Đi lấy đi xuống cái kia để xuống xá đấy để mà hàn thêm những cái muối hàn đấy vào. Thấy chắc chắn là khi mà lấy máy về đấy thì là mình phải đi hàn thêm thì nó mới chắc chắn được. Đấy. Ở đây thì không phải là riêng máy cày của em xử đâu cô bác, mà còn là thêm là những cái máy cày của khi mà người ta đi mua thì người ta muốn cho chắc chắn là phải đi hàn vào. Thế là bây giờ anh em mình đi xuống kia cày một chút nhỉ. Rồi. Hải là cầm nước đi nhá. Đấy, vừa rồi thì anh cũng có lấy nước lên thì để một tí nữa anh em mình đi uống nước. Lúc mà anh em mình làm mệt ấy thì là uống nước chứ không phải là đi uống nước. Hôm nay cày thì hôm qua là cũng chỉ có cày vài tiếng đồng hồ thôi các bác, thì tuy nhiên là vẫn chưa thể mà đi thay dầu được. Đây hai anh em thì nổ nhá. Nó còn là mới cho nên là
Quân thì có vẻ như là thành thạo hơn rất là nhiều các bác ạ. Quân đấy, hay bây giờ thì mấy anh em sẽ lấy đi xuống dưới để làm một chút. Quân thì là ở dưới chỗ bản của Quân đấy các bác, thì có máy cày nhiều hơn, cho nên là Quân là đi khi mà đi làm thuê đấy, thì là đi làm thuê đấy là đi theo người ta thì cũng dùng cái máy cày. Cầm cốc à, cốc anh có rồi, cái cốc anh có rồi, đi. Mỗi năm thì là nhà Hải là nếu mà làm ruộng đấy thì là làm độ tầm bao nhiêu lâu đi xong? Không biết rồi ạ. Không biết à? Nhưng mà làm đến hơn một tuần không? Không biết à? Không biết à? Đấy, nhưng mà Hải thì chắc là không có biết, để lúc chỉ biết là lúc nào làm xong thôi. Đấy còn vì nếu mà để mà có mấy cày làm ruộng này cô bác này thì độ tầm là một ngày thôi thì là sẽ làm xong hết. Chỗ đây chắc là phải lấy dứa mà. Đi xuống cái nào ấy? Xuống cái gì à? Đi được không? Quần thì có vẻ... Bây giờ đấy, cái máy cày này thì nó cũng rơi vào đó độ tầm là 40 cân thôi các bác ạ. Nó cũng không quá là nặng. Đi vào cho đi vào hai anh em xem chút đã. Cây ruộng nào ấy? Ra ruộng cái to kìa, cái ruộng to kìa. Đấy, khi mà biết lái của bác, chỗ này khá là dốc ấy, nhưng mà mình đi rồi thì nó vẫn rất là ok. Đi cái thửa ruộng nào mà nó to hơn để mà làm thì cho nó dễ dàng hơn. Từ nhá, từ nhá, hãy nhấc ấy. Ta xuống rồi, lên rồi. Tắt hẳn đi, tắt hẳn đi, tắt hẳn đi. Tắt hẳn đi, tắt hẳn đi. Đấy, khi mà biết thuần thục hơn đấy các bác thì để mà lấy xuống những cái thửa ruộng thì cũng rất là dễ dàng. Nhầm nhá. Đấy, nhầm chưa? Hôm nọ thì khi mà mấy anh em làm ở kia đấy các bác, thì cũng có một số bác thì nói rằng là dùng sai rồi đấy, nhưng mà cái ruộng nhà người ta cày đấy thì là thì mình dùng cái kia để cái phay kia để mà mình đảo thôi cho nó tơi xốp ra thôi. À, ở đây có chút mình nhìn nhầm. Mới ra đi. Nhưng mà cái máy cày đầu 173 này thì là Quân đã sử dụng nhiều chưa? Rồi ạ. Rồi à? Không thế đấy à? Đây. Từ đó. Xoay cho nó vào trong này. Cho nó vào cái ốc ấy, thì tí mình dùng cái chốt đấy, chốt đấy. Đi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy chứ, chạm ơi. Đâu này phải chứ chứ. Phải mình thích chơi mê. Ừ. Này, thích chơi à?
Này vừa chơi chứ chơi nồng, nên chơi à? Chơi à? Đi vác của tụi nào mình? Chơi vừa chơi à? Phải không? Rồi, cho vào đi. À chốt nữa luôn à? Sử phải chốt chốt cho này cơ. Hôm qua thì sử mấy cày có mấy tiếng đâu các bác, thì vẫn chưa có phải là thay dầu đâu. Vừa rồi thì biết làm sao mà nó ra khói nhiều không Quân? Vừa rồi nó bị nhất thì nó đầy quá. Nó đầy quá là nó ra khói nhiều. Đấy cũng có thể là máy mới các bác, cho nên là nó vẫn còn là phải bôi trơn thêm rất là nhiều thứ. Đấy. Thì những cái thửa ruộng cái này là những cái cách quay đầu của Quân nhá. Quân hướng dẫn cho anh Sử nhá. Đấy. Chỗ nào mà đến chỗ quay đầu ấy thì là hướng dẫn. Hướng dẫn cho Sử để mà Sử nó thành thạo hơn. Ui, làm đó. Ủa cái tiếng trống rồi nhờ. Cho em Quân là hướng dẫn em Sử những cái lúc mà quay đầu ấy các bác. Cái này thì là nó sẽ là cái có vẻ như có vẻ như là bây giờ cày được rồi các bác này. Ôi tuyệt vời quá nhỉ. Thôi đi chỉ Sử là cách cua Quân nhá. Cái này cao quá rồi. Cho cái này thấp xuống tí. Đấy đúng rồi. Thấp rồi không? Hả? Thấp rồi không? Ờ. Đấy ruộng nó cứng như thế nào ấy cô bác này thì nó cũng đồng hết. Ở đây thì nếu mà trâu thì chắc là không có cày được không? Cho nó đi một tí đi. Đây, đây cho nó đi một tí đi. Hải cầm được không? Không phải. Không đâu à? Hải thì có lẽ là em cũng chưa quen được các bác. Nếu mà đi xuống cái kia là nhà nào có mấy cày nhiều ấy thì là nó người ta là biết làm từ rất là sớm rồi. Làm mà ruộng cứng như này thì nó có vẻ là khó hơn đấy Quân nhỉ? Vâng ạ. Cái này đất cứng thì hơi mệt. Đúng rồi. Đi ra đến cái chỗ mà cua ấy thì là em chỉ anh Sử cua nhá. Vâng ạ. Những chỗ nào mà cần lắc lắc ấy thì là vừa đi là vừa chỉ anh Sử nhá. Đấy, em đi vào anh Sử đi, vừa đi thì vừa chỉ. Cái này thì nếu mà dùng trâu cày thì các bác này thì là phải đi là 5 lượt. Đấy nhưng mà mình dùng cái máy cày đấy chỉ là đi một lượt thôi là đã hết rồi. Có thửa ruộng này thì là chỉ cần là đi là một lượt đi và một lượt về thôi là xong, là hết cái phần cái máy cày rồi. Cái này thì có vẻ như là cái đất của nó mềm hơn này, cày nó dễ hơn. Phải nói là cái phần quà của bà An Phạm gửi tới cho các em thì cho em Sử với cô bác thì rất là tuyệt vời luôn cô bác ạ.
nghiêng đấy đấy. Đấy, có vẻ như là em xử em ấy chưa thuần thuộc cho lắm cô bác ạ, cho nên là sẽ kiểu như kiểu hơi bơ ngớ một chút đấy cô bác, tại vì lần đầu mà cô bác không thể tránh khỏi được. Đấy, cày thì cày rất là khỏe luôn các bác ạ. Ở đây thì không chỉ cày được ruộng nữa, cày được cả nương nữa. Từ từ nha. Quay đầu đi, rồi đấy, đảo đảo đi. Giảm ga quay đầu đi, đấy đấy đấy. Rồi. Bóng côn, bóng côn. Đấy là bóng côn thì mới ấy được. Vừa rồi nó bị trúng cái cục đá của bác này. Đấy, có thể là em sửa em ấy điều khiển chưa có được thành thục, cho nên là trúng cục đá là bị gáy mất chỗ này rồi. Đấy, nhưng miếng này thì nó cũng rơi vào tầm độ là chắc là tầm 10.000 thôi nhỉ, miếng này ấy. 15.000. 15.000 à. Cảm giác là hôm nay là làm được nhiều hơn thì cảm giác là có đau tay không? Như nào? Đau tay. Sử dụng cái máy cày này của bác này thì rất là đau cơ bắp này. Nếu mà mình cày những cái thửa ruộng mà nó cứng ấy. Đấy, Hải đi lấy nước về đi Hải. Nước vừa rồi anh mua trên này. Đấy, ngồi nghỉ ở đây một chút. Đấy, Quân thì vừa rồi trong quá trình mà xử làm ấy thì là có những cái gì thì xử nhắc luôn anh Quân. Lúc mà vào côn để mà vào số thôi. Vâng. Chỉ cần lúc đến cái lúc mà vào số thì mình nên bóp côn như nào?
bóp phanh. Bóp phanh à? Vâng ạ. Vào số là không phải bóp bóp phanh hay bóp côn? Vào số là phải bóp phanh, không lúc đấy anh Sử không bóp phanh đã đi số rồi, mai sau nó hỏng số. Là có nghĩa như kiểu là mình đi xe côn là mình phải như kiểu là mình bóp côn thì mình vào số để cho nó nhẹ nhàng đúng không? Vâng ạ. Quân này ra kia lấy cái cốc, Hải ra kia lấy cốc đi Hải. Đấy, vừa rồi thì trong lúc mà nhìn thấy Sử làm ấy thì Quân bảo là lúc nào mà đi vào số đấy, cốc ở đây này, trong túi của đấy. Lúc mà đi vào số đấy Sử là phải bóp phanh đấy, vào từ từ thôi, đừng có một phát vụp như này. Đấy, vừa rồi thấy Sử là một phát là vực vào ấy thì cảm giác như nó đang đi số ấy, nó chưa kịp, nó chưa kịp dừng ấy. Nhà mình làm mỗi cái cốc nước ra rồi thì làm hết ra cái thửa này đấy, từ từ Quân là từ từ chỉ dạy cho Sử nhá. Đây mỗi người một cốc đi, từ từ cho ít đó. Đây rửa đổ vào đây, rửa cốc lại, sợ rằng là lấy bụi ấy. Ông thì vẫn chưa thấy về nhà nữa. Thôi được rồi, đây cho Sử một tí này, rót đi. Ông xả khá nóng đấy nhở, chỗ này chắc là để luộc trứng cũng được ấy, nóng như thế. Hôm nay thì cảm giác là dùng là cho Hải đi. Hôm nay là Sử là cái cảm giác là mình điều khiển thì cảm giác là nó cảm thành thạo hơn không? Hay là vẫn chưa cảm nhận được? Chưa được ạ. Chưa được à? Vâng. Chắc là phải đi hết cái mùa vụ ruộng này thì mới thành thạo hơn nhỉ? Vâng. Bây giờ thì cái lúc mà đi xuống thửa ruộng thì là khó nhất nhỉ? Vâng ạ. Số nước thửa ruộng ấy thì là phải điều khiển cẩn thận thì nó mới không có bị lật ngửa, bị lật nghiêng các bác. Nhưng mà nếu mà mình để cái bánh nó thì hình như là nó lật dễ dàng, lật dễ hơn nhỉ? Vâng. Như anh Sử thì vừa mới cầm thế này thì lúc xuống ấy bánh trên lưới cây chuẩn bị đến đây xong rồi cho đi mò. Cho đi mò kéo đúng không? Vâng, không sợ tắt máy xong cái kia lại nổ, không sợ bị ngã một phát là hỏng ngay. À. Thế nhờ. Ruộng khô này thì không bị sao, nếu mà ruộng nước nó phát hồng luôn. Nhưng mà nếu mà ruộng nước này thì là nó cũng tì, nếu mà nước vào đây này, nước vào cái ống lọc của nó này thì là nó sẽ không nó sẽ không có kêu, là nó nổ nó không lên đấy, như kiểu thuộc dạng nó bị cháy buji ấy. Nhưng mà ở trên xá mình thì cũng có rất là nhiều người ta sửa máy cày đấy, cũng như người ta sửa xe vậy các bác ạ. Máy cày thì hình như là nó còn là sửa là dễ hơn cả xe máy đấy. Hôm nọ thì cũng gọi là vừa mới lấy về cô bác thì ra thử ruộng mình cái test thì không phải là dùng cái này để đi. Đấy, cái này thì hôm nọ là lúc mà lấy lên anh em chưa vặn cái ốc của nó chặt đấy, thành ra là không có dám lấy đi. Thì chỗ lực bảo em Sử là lấy cái lưới bừa của nó ấy, để mà đi bừa để cho nó đất nó tơi liên. Thứ nhất là cũng gọi là vừa mới lấy về ấy, thì vừa lại mang đi để mình cày, vừa tạo cho cái gọi là cái sự góp ý của các bác để ở lên trên canh một chút đấy. Nhưng mà cái này nếu mà để lúc mà mình làm ruộng ấy về thì làm sao mà mình rửa được ở trong này nếu mà không có máy phun xe? Đây không cần rửa trong luôn. Không cần rửa đúng không? Ở đây thì rửa mỗi bên ngoài. Mỗi vỏ bên ngoài thôi. Cái chỗ dây ga ở trên này. Dây này nhỉ? Được. Cái này nếu mà dính đất là nó như kiểu là cái sợi vải của mình nó bị mục ra. Nếu mà lúc nào dính đất thì vặn ốc lấy ra không cần để cũng được vào cái này. Này đúng không? Đúng không? Để mới để móc tiện. Sau này thì gọi là lúc mà mình vừa sử dụng ấy thì chắc chắn là một số cái bộ phận ấy thì là mình phải bỏ ra rồi. Vì là những cái này của bác này cháu Lực cũng nhìn thấy là rất là nhiều nhà người ta sử dụng thời gian đầu đấy. Nhưng mà thì từ 1-2 năm thì người ta có cái ốp này ra. Thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ nhanh hơn. Sử uống nước thêm đi, nước thêm. Uống thêm cho anh em mình. Em Quân là chỉ dạy cho Sử một chút nữa thì là anh em mình đi về nhà.
Đấy, bây giờ thì cũng khá là tối rồi. Bây giờ xử chưa thành thạo ấy, thì là như Quân bảo ấy, thì là lúc mà đi xuống những thửa ruộng này thì là mình đi số mo xong rồi tự mình kéo lại. Đấy. Cái này thì chắc độ tầm độ 40 cân thôi cái máy này ấy. Bây giờ thì nó cũng khá là nhẹ rồi. Trước kia thì máy ấy, máy 1.3 ấy thì rất là lớn các bác ạ. Bây giờ thì máy 1.3 ấy thì là người ta thu gọn lại, nó nhỏ hơn. Đấy, nhưng mà cái động cơ của nó là cũng khỏe hơn đấy các bác ạ. Nhưng mà có cái này mà đi đi làm thì nếu mà Quân là anh cho Quân nhìn, Quân là đi làm nhiều đúng không? Từ trên này đi đi xuống cái chỗ mà thửa ruộng to kia thì là tổ tầm bao nhiêu tiền thì làm được? Đây chắc cũng phải tầm 2 triệu 3 triệu mới làm được. 2 triệu 3 triệu. Ừ. Ui đây mình mua dầu không phải ít, đây là dầu nhiều. Chứ với lại nếu mà máy của mình chắc phải tầm 3 triệu dưới. 3 triệu rưỡi. Vâng. Thì gọi là cho như là chỗ này là xuống cái kia là 1 triệu rưỡi tiền dầu, 1 triệu thôi. Đấy, 1 triệu tiền dầu. Còn số còn lại thì gọi như là tiền công của mình là 1 triệu. Và cái tiền gọi là bảo dưỡng máy móc là đấy làm cho xử làm một lúc thì hiện tại là bây giờ cũng khá là tối rồi các bác. Chắc là bây giờ là phải đem máy đi về nhà cất thôi. Cái thửa ruộng này thì là vừa rồi là xử làm độ tầm là 10 phút rồi các bác này. Tơi xốp rất là nhanh, rất là hiệu quả. Đấy, như vừa rồi Quân thì có chia sẻ thì nếu mà làm ở trong ruộng của nhà xử ấy, nếu mà để mà thuê ấy, thì là làm mất tầm độ 3 triệu rưỡi thì là người ta mới làm xong, là 3 triệu rưỡi là làm gọi là được cấy hết của bác ạ. Còn nếu mà mình chỉ cày một vụ thôi thì chắc là tiền nó sẽ rẻ hơn. Không tháo cái kia ra à? Không tháo cái chỗ của xử ra à? Cái đấy phải tháo cái đấy ra thì nó mới không phanh nữa. Tháo ra cầm luôn. Đấy, em Hải thì là không đi được cô bác, là cầm những cái này đây này cô bác này, cầm những cái lưới bừa này. Cái này thì độ đâu đó là tầm chắc là tầm độ 2 3 cho 3 cân cô bác ạ. Bỏ chân cháu xuống thì nó mới đấy có mới điểm. Chỗ này nhấc qua chỗ rồi. Được rồi, chỗ này nhấc qua đi. Lên à? À. Ra mạnh vào. Ngày mai thì sẽ cho em xử, mai thì em xử em sẽ tự làm là nhiều hơn các bác. Còn là hôm nay thì lên thứ nhất là để cho em Quân là chỉ dạy. Lên rồi, rồi. Đấy. Thế là lên được rồi, có gì đâu. Đây Quân ơi, anh cầm đây. À đây, không. Kéo kia. Đấy, ra kia kéo đi. Đấy. Rồi quay đi. Đây quay này luôn đây. Quay ra kia kìa. Kéo nha. Đi số 1 đi. Cho đi số 1 đi. Cho đi số 1 đi.
Số 1 thì nó đi từ từ ấy. Số 1 rồi à? Ồ. Đấy, giờ đến nhà rồi. Hôm nay thì có vẻ như là cảm giác là đi thành thạo hơn rồi nhỉ? Anh thấy là đi từ dưới kia lên thì không có chỗ nào mà bị vấp ngã nữa, không cần ai phải kéo nữa. Chỉ là những lúc mà lên ruộng ấy. À, Bảy đi học về rồi à Bông? Hả? Bông cũng đi học về rồi à? Đây là Bảy à? Đây, mặc trên mình là những cái bộ váy mông nữa. Bảy vừa đi học về à? Phải à? Thế Mạnh bây giờ Mảy khoanh tay chào con có bà nhá. Con chào con có bà. Rồi. Cái này là ai mua cho ấy? Mẹ mua cho. Mẹ mua cho à? Ồ, đấy, đính rất là nhiều những cái hạt nhựa này các bác này. Thấy rất là đẹp. Những cái bộ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông đấy. Ây à, Bông, ây à, Mông. Có một thanh niên là chạy đi về trước rồi. Cái lưới cày này thì là để ba, nếu mà ruộng nhỏ thì là để ba cái, còn lúc nào mà ruộng mà nó to ấy các bác thì là để bốn cái. Cái này thì lắp bốn cái là được nhờ. Vâng. Bây giờ thì hiện tại đang là hôm nọ thì nó đi theo cái máy của nó ấy các bác thì chỉ có được là 1 2 3 là ba cánh thôi. À, nhưng mà nếu mà mình đi mua thêm các bác, mua thêm để lắp bốn cánh. Hầu như là nếu mà lắp bốn cánh thì là tự mua hết. Cái này thì sửa cất đi để lúc nào mà làm ruộng to thì là lắp thêm cái này vào. Còn là như cái thửa ruộng máy nhỏ nhỏ như cái thửa ruộng máy thửa ruộng bên này thì là lắp ba cái này là cày vừa luôn nhỉ? Vừa cái khung, vừa cái gọi là cái thửa ruộng luôn. Nhưng mà trâu thì độ 12 giờ trưa là không có dám làm đâu nhờ. Nhưng mà có cái máy cày vào thì sức của mình bao nhiêu thì là máy cày nó đi theo bấy nhiêu các bác. Chỉ cần là mình mua dầu vào thôi. Chỉ cần mình mua dầu vào là có thể cày được cả ngày nữa. Cái này là sẽ dùng để cày trước, còn cái kia là sẽ dùng để là cái lòng bừa của nó. Cái lòng bừa cái gì à? Lòng bừa cái gì, nó là cái lòng bừa mà ở cái ruộng lún đấy. Nó vừa là ruộng lún này. Đấy. Nếu mà bây giờ lấy cái kia đi cày khổ, cày lấy, nếu mà lấy cái này đi cày ruộng nước là cái máy hỏng ngay, lượt điên rồi. Ông thì có vẻ như là làm công việc ở nhà dưới là vẫn chưa xong các bác ạ. Thì có lẽ là bây giờ là em Sử với em Hải lại đi xuống dưới để mà phụ ông một chút rồi. Thì hôm nào mà như Hải không đi học ấy thì là đi theo anh Sử để đi cày nhá. Vâng. Đấy, tầm như em Hải đấy cô bác. Thì nếu mà ở dưới thôn của cháu Lực đang ở cái kìa, nếu mà nhà nào mà có máy cày đấy thì là cũng là biết là đi rồi đấy cô bác. Đấy, nhưng mà gọi là biết đi gọi là chúng chưa thành thuộc, chưa giỏi mấy đâu. Buổi trước anh nhìn thấy Cương, em Cương ấy, biết không, biết Cương không? Có. Đấy, Cương đi đợt mà đi máy cày của bác leo leo một cái dốc mà rất là cao, đợt đấy nhìn trong cảm giác như rất là sợ. Đấy, nhưng mà sau khi mà cháu Lực biết về thì máy cày nhiều hơn rồi thì đấy lại một cái kỹ năng mà là nó kỹ năng mà đỉnh hơn. Đấy, có thể là trong thời gian tới thì Sử sẽ làm điều khiển cái máy cày thì nó sẽ thuần thục hơn và làm nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Vâng. Đấy, máy nữa thì làm sẽ như Quân thôi. Đấy, Quân thì nhà cũng không có máy cày,
Đấy, nhưng mà Quân là hay đi ra ngoài để mà đi phụ người ta ấy. Đấy, đi phụ người ta đấy thì là người ta cho cầm máy cày. Có thể là nếu mà hôm nào mà như Quân ấy, người ta gọi về phụ ấy thì là anh gọi anh Sử xem lại hôm nay anh có đi làm gì không. Nếu mà anh Sử bảo không đi thì gọi anh Sử là cùng đi để mà thứ nhất là để mình đi học hỏi. Đấy, mình đi học hỏi xem là mình đi học hỏi để mà về mình sử dụng nó sẽ tiện hơn. Đấy, tại vì là nếu mà bây giờ mình dùng cái máy cày của mình đi cày ấy, đi cày ở ruộng nhà mình ấy, thì mình gọi là mình chưa có biết biết lái là nhiều ấy. Thành ra là nó rất là bị dễ đổ, cho nên là nó sẽ bị hư máy mình. Đấy, mình chỉ cần đi theo người ta là cày những cái ruộng to ấy, thì đến lúc đấy là mình làm quen cái máy cày rồi. Và làm quen cái cách vào số này, rất là vào số. Thứ nhất là vào số thì mình phải bóp, mình phải cho nó dừng hẳn đã thì mới vào được. Tại vì nếu mà đang đi thì mình gạt luôn là nó sẽ bị, sau này nó sẽ bị cái cầu số của nó là bị gáy sao ấy. Đấy. Hay có lẽ là bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Trợ lực cũng phải là đi về thôi cô bác. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bà An Phạm. Nói riêng, cảm ơn bà đã gửi máy cày để cho ba ông cháu làm cái công việc mà đồng áng nó nhanh hơn. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bác ở trên kênh. Nói chung, cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ cho ba ông cháu. Đến cái thời điểm hiện tại thì có một cái ngôi nhà khang, ngôi nhà mới ở chính tại cái chỗ mà bốn anh em đang ngồi như này. Độ tầm là 4-5 tháng về trước thôi. Cái chỗ này thì còn là một cái vườn mà để mà trồng rong thôi nhỉ. Đấy, cũng không ngờ được rằng là cháu Lực làm cái ngôi nhà, làm ngôi nhà ở đây cô bác ạ. Cũng đi ra ngoài kia tìm đấy, nhưng mà tìm đất ấy thì là thứ nhất là không có ai bán, và thứ hai thì người ta hô giá rất là cao, mà hô giá cao thì còn là đất rất là dốc, nghĩa là không có mua được. Đến cái thời điểm hiện tại thì làm được cái ngôi nhà ở đây rồi, thì nó cũng tiện, thứ nhất là tiện ruộng nương này, tiện nhà cũ của các em mọi cái nữa. Thì có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi cô bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là ghi hình thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.